14. Phẩm việc ma. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Đức Phật đã khen ngợi công đức của Bồ Tát vì chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên siêng năng dõng mãnh tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Làm sao biết việc ma đã cản trở các đại Bồ Tát ấy khi tu hành hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật dạy: Thiện hiện, đại Bồ Tát nào biện tài vui nói pháp hồi lâu rồi mới thuyết, phải biết đó là việc ma của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Nguyên nhân nào mà nói đại Bồ Tát biện tài vui nói pháp hồi lâu rồi mới thuyết là việc ma? Phật dạy: Thiện hiện, khi đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa khó được viên mãn, do nhân duyên này nên nói đó là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, đại Bồ Tát nào vì biện tài vui nói pháp hồi lâu rồi mới thuyết, phải biết đó là việc ma của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Nguyên nhân nào mà nói Bồ Tát biện tài vui nói pháp hồi lâu rồi mới thuyết là việc ma của Bồ Tát? Phật dạy: Thiện hiện, đại Bồ Tát này tu hành bố thí cho đến bát nhã và la mật đa, biện tài vui nói pháp vội vã phát khỏi sự tu hành, nên đó là việc ma. Lại nữa, thiện hiện, khi biển chép kính bát nhã và la mật đa thâm sâu mà uể oải ợ ngát, giỡn cười vô cớ, khinh tiện lẫn nhau, thân tâm phiền loạn, đào lộn câu văn, mê lầm nghĩa lý, chẳng cảm nhập được ý hay, việc rủi ro liền đến, nên việc biên chép chẳng trọn vẹn, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, khi thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập, nói nghe kinh bát nhã ba la mật đa thâm sâu, uể oải ợ ngáp, giỡn cười vô cớ, khinh tiện lẫn nhau, thân tâm phiền loạn, đảo lộn câu văn, mê lầm nghĩa lý, chẳng cảm nhập được ý hay, việc rủi ro liền đến, nên việc làm chẳng thành tựu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Vì nguyên nhân nào mà có những thiện nam tử vân vân an trụ Bồ Tát thừa, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu, chợt nghĩ như vậy: đối với kinh này ta chẳng cảm nhận được ý hay, sao phải dụng công khổ cực lắng nghe kinh này làm chi? Nghĩ như vậy rồi liền bỏ đi, hoặc thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập, biên chép diễn nói cũng lại như vậy. Phật dạy: Thiện hiện, các thiện nam tử vân vân an trụ Bồ Tát thừa này, do đời quá khứ tu hành giáo pháp ba la mật đa bố thí vân vân chưa lâu dài, nên đối với kinh này chẳng cảm nhận được ý hay, tâm chẳng ưa chuộng, nên liền xả bỏ. Lại nữa, thiện hiện, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa hoặc nghĩ thế này: đối với kinh này chúng ta chẳng được thọ ký thì nghe làm gì, tâm chẳng thanh tịnh, nên từ chỗ ngồi đứng dậy nhàm chán bỏ đi, chẳng có tâm lưu luyến, phải biết đó là việc ma của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Vì sao trong kinh thâm sâu này lại chẳng thọ ký cho họ, khiến họ nhàm chán bỏ đi không lưu luyến? Phật dạy: Thiện hiện, Bồ Tát chưa nhập vào ngôi chánh tánh ly sanh thì không nên thọ ký đại Bồ Đề. Nếu thọ ký cho họ, họ càng tăng thêm kiều mạn buông lung, chỉ có tổn chứ không có ích, nên không được thọ ký. Lại nữa, thiện hiện, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa, nếu có suy nghĩ ở trong đây chẳng nói đến danh hiệu chúng ta thì nghe làm gì, tâm chẳng thanh tịnh, liền đứng dậy nhàm chán bỏ đi không lưu luyến, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Vì sao trong kinh thâm sâu này chẳng nói đến danh hiệu Bồ Tát ấy? Phật dạy: Thiện hiện, Bồ Tát chưa được thọ ký đại Bồ Đề, theo pháp là như vậy, không nên nói danh hiệu. Lại nữa, thiện hiện, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa, nếu có suy nghĩ trong đây chẳng nói đến thành ấp xóm làng chỗ chúng ta sanh thì nghe làm gì, tâm chẳng thanh tịnh, liền đứng dậy nhàm chán bỏ đi không lưu luyến, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Vì sao trong kinh thâm sâu này chẳng nói về xóm làng thành ấp chỗ sanh của Bồ Tát ấy? Phật dạy: Thiện hiện, khi chưa thọ ký danh hiệu của Bồ Tát ấy thì không nên nói về chỗ sanh và những chỗ khác. Lại nữa, thiện hiện, nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, khi nghe thuyết kinh bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tâm không thanh tịnh mà bỏ đi, tùy theo mức độ tâm không thanh tịnh và sự nhàm chán kinh này cất bước đi nhiều ít
liền bị tổn giảm công đức ở kiếp tương ưng và tội chướng ngại bồ đề tương xứng. Khi họ chịu tội rồi phải trải qua thời gian như trước để phát khởi sự siêng năng tinh tấn, cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tu các hạnh khổ khó hành của bồ tát mới được trở lại như trước. Cho nên nếu muốn mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, bồ tát không nên chán bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa, xả bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu để cầu học kinh điển, phải biết đây là việc mà của bồ tát.